Dấu hiệu con trai không thích bạn. Dấu hiệu đầu tiên, không tán tỉnh bạn. Đây là một cái dấu hiệu phải gọi là rất là rõ ràng luôn á. Tại vì sao? Tại vì một người con trai thích bạn, mình nghĩ anh ta ít nhất cũng sẽ phải tò mò về bạn, tìm hiểu về bạn, thậm chí là sẽ không kiềm chế bản thân mình mà đưa ra những lời nói có đôi chút tán tỉnh. Nên là mình nghĩ nếu như mà người ta hoàn toàn bơ với cái sự xuất hiện của bạn, hoặc là người ta đối xử với bạn rất là bình thường và không hề có bất kỳ cái gì gọi là sự thả thính hay gì hết trơn ấy, thì có khả năng rất cao là anh ta không thích bạn. Anh ta thả thính chưa chắc là anh ta thích bạn, nhưng anh ta không thả thính, anh ta không tán tỉnh là gần như là 100% là anh ta không thích rồi đó. Điều số 2, ít khi nhắn tin, ít khi chủ động liên lạc và không bao giờ hoặc là rất ít khi kéo dài cuộc trò chuyện giữa cả hai. Nếu như là có vấn đề gì thì mới nhắn, hoặc là bạn nhắn tin thì mới trả lời. Trả lời thì cũng khá là ít và cũng khá là xã giao ấy, chứ người ta không hề có cái sự hào hứng khi trò chuyện với bạn, hoặc là người ta không hề có ý định kéo dài câu chuyện, người ta không hỏi thêm. Bạn im là người ta im luôn, thái độ khá là hờ hững và lạnh nhạt. Người ta có thể nói chuyện cùng với mình rất là vui vẻ, nhưng mà cái sự lạnh nhạt nó sẽ không bao giờ có thể nào che giấu được qua cái cách mà người ta ứng xử và người ta có muốn kéo dài cái câu chuyện giữa cả hai hay không. Điều số 3, anh ta đối xử với bạn rất bình đẳng. Đi chơi thì share 50-50, hoặc là anh ta đối xử với bạn đúng nghĩa như là một người bạn rất công bằng và bình đẳng. Anh ta đối xử với bạn không hề có một cái chút đặc biệt gì hết. Khi mà con trai thích một người á, họ sẽ thường rất là để ý, rất là chú tâm, rất là chi tiết đến người mà họ thích. Và trong vô thức khi mà để ý chi tiết như vậy, họ cũng sẽ đối xử với lại đối tượng của họ một cách rất là đặc biệt, quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhặt, hoặc là họ sẽ luôn là cái người kè kè ở bên cạnh bạn mỗi khi mà cả hai người gặp nhau hoặc là đi chung một nhóm, hoặc là họ sẽ luôn miệng nhắc về bạn chẳng hạn kiểu vậy. Nhưng mà họ không có những hành động đó, họ đối xử với bạn một cách rất là bình đẳng, rất là bình thường, thì đó là dấu hiệu họ không thích. Và chúc mừng sự kiện lên on TikTok 3 năm. Bạn nào đang làm creator như mình thì hãy tham gia sự kiện này, tại vì có rất là nhiều những phần quà hấp dẫn.